Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cái tướng cũng to to, chắc là sếp đây. Quen ông này ngon đấy. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em. Mời ngồi. Hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Hoàng Văn Thắng, năm nay em 28 tuổi. Em đang công tác trong quân đội. Còn em? Dạ, em tên là Bùi Thị Phương Liên, năm nay 22 tuổi và hiện tại đang là giáo viên trường cấp 2 ạ. Giáo viên, chú bộ đội và cô giáo viên này quen nhau sao? Em quen vợ em trên mạng, là qua chat chít đó. Qua chat chít. Thì em quen đâu được 7-8 cô á, qua chat chít thôi chứ không có. Dạ. Nhưng mà em thích là những câu nào vần lờ cơ. Cái gì? Vần lờ, tên là có vần lờ. Ví dụ như Lan, Linh, Lệ, Liễu, con Long Lanh gì đó. Có quen con nào tên Liên không? Dạ có, tên Liên là vợ em giờ. Rồi cũng là tên vợ anh. Dạ. Cuối cùng thì em lừa được bao nhiêu cô? Dạ thì em kết nhất là vợ em và một nhỏ tên Lan nữa. Lan và Liên. Dạ, cuối cùng cái thì... hồi đó đó chị, em đang thất tình. Hôm đó đang giờ học, cái là lên Ola chat, gặp cái nick này này là Hoàng Thắng 87 tìm vợ. Mà em không hiểu là tại sao cứ nhắn tin cho em là em ơi cho anh làm quen đi. Cho anh xin số điện thoại đi. Chat khoảng tầm 2 tháng khi em có số điện thoại của vợ em rồi á, thì sếp mới đi công tác ở Đồng Xoài gần chỗ trường của vợ học. Nhưng mà lúc đó em lên em nghĩ bảo giờ gặp vợ thì không nên. Từ từ đó mình để lâu lâu mình gặp. Em gặp nhỏ Lan trước. Gặp Lan trước. Gặp Lan trước, gặp Lan sau. Thì em cầm điện thoại em gọi bấm luôn. Thì nhưng vô tình lại bấm xuống số của Liên. Em lên cổng trường của Lan em đứng ngoài. Em đợi riết, em bảo sao kỳ cho nhỏ Lan này sao lâu vậy. Thì em kiểm tra lại nhật ký điện thoại thì là em gọi cho Liên. Nhầm đó chị. Thế là em phải chạy xe thật nhanh xuống chỗ trường của Liên. Dạ. Xuống tới nơi thì thấy Liên đang ra tới cổng rồi. Thì em ở trong xe, em nghĩ bụng con này mà xấu á. Là Liên xe hơi hả? Dạ em lấy xe của sếp đi. Anh đi công tác với sếp ở Đồng Xoài. Chính vì vậy em nhìn thấy cái xe 7 chỗ á, cứ tưởng ông này là làm sếp. Làm sếp. Thì làm sếp thì mới đi xe oách vậy. Xong này mặc đồ á, bộ đội rất là nghiêm chỉnh. Rồi cái tướng cũng to to, bự bự rồi nghĩ trong bầu á, ông này chắc là sếp đây. Quen ông này ngon đấy. Ngon đấy. Ngon đấy. Ông này ngon đấy. Đó. Còn ấn tượng của em về vợ em? Nhưng là được học trường cao đẳng sư phạm thì em nghĩ chắc là có cái đức tính hiền lành. Dạ. Tức là nhỏ này được cho nên mới xuống xe đúng không? Dạ em bước xuống xe. Hai bạn lần đầu gặp nhau ở ngoài đời. Rồi thì đến bao lâu thì hai bạn chính thức quen nhau? Thì hôm đó thì em gọi điện cho em bảo vợ là cô uống cà phê hay không. Thì bảo là đang học không thể uống được. Thì trưa em mới chở sếp đi về. Thì ghé ngang qua trường bảo là giờ sếp xem coi nghĩ thế nào. Thì sếp bảo là nhỏ này được đấy, mày hốt đi. Rồi từ đó là cái cường độ mà hai tụi em nhắn tin với nhau á, quan tâm thì nhiều hơn. Có thể là nói là quyết định yêu nhau rồi đó. Dạ. Vậy trong thời gian yêu nhau vậy ba hai bạn có khi nào mà giận nhau? Có rất là nhiều. Rồi có một lần như thế này, quen nhau được khoảng chừng 4 đến 5 tháng á, thì anh có rủ em xuống đơn vị chơi. Đúng là vô tình nên em mới biết là xuống chơi thì cũng có một chị khác ở đó chơi. Anh này hay lắm, sắp xếp cho em ngồi một chỗ khác, chị đó ngồi một chỗ khác. Và lâu lâu thì vô em, xong được ngồi được 5 phút lại ra chị đó. Em mới thấy lạ lạ. Đi ra đi vô khoảng chừng 3-4 lần. Xong em mới hỏi là sao chị đó là ai mà anh ra đó ngồi xong lại vô em. Hôm đó là hai người yêu xuống thăm cùng lúc. Anh bắt đặt hai tay. Là Lan đó hả? Dạ không, nhỏ khác nữa. Nhỏ khác nữa. Tại chị ra chị vô vậy hả? Tại hôm đó kế hoạch nó bị đổ bể. Thì em gọi cho vợ bảo là mấy giờ em xuống thăm anh. Thì vợ bảo là 1 giờ em xuống. Thì cái nhỏ mà đi ghé qua đi ngang quân vị của em á, thì hỏi anh có ở đơn vị không. Thì em bảo là có ở đơn vị. Thì hỏi là mấy giờ em về. Thì nhỏ bảo là 12 giờ em về. Mà vợ em mà 1 giờ xuống thì làm sao mà gặp được. Rồi có một lần em không nói gì hết, bất ngờ đi xuống thôi. Cũng rất là hên là anh ấy xỉn rồi. Anh xỉn anh nằm ngủ. Cái điện thoại thì vẫn reo. Em mới vô một cái là cầm điện thoại lên. Lúc đó lại nổi cơn ghen lên rồi. Lúc đó bất ngờ chồng tỉnh dậy. Em đang ngủ thì nghe khóc hu hu. Mà em khóc dữ lắm, em không biết chuyện gì đâu. Chuyện đó là có chia tay không hay là như thế nào? Anh mới phân bua chứ, không phải người yêu anh mà tại sao em cứ gán cho là người yêu anh vậy. Còn cố tình cãi nữa, bất tức lên anh mới cầm cái điện thoại mới mua, 10 mấy triệu đó. Dồn biết bao nhiêu tháng vào, nắm cái pét. Rồi xong luôn cái điện thoại. 10 mấy triệu. Dạ. Còn có sửa lại được không? Dạ không, nát. Dễ gì, em quăng cỡ đó mà. Em quăng điện thoại là vào quăng một cái giường của thằng bạn á. Nó có cái gối đó, mà sao trật phát bột văng ra cái tường luôn. Em muốn thể hiện là mình trung thủy. Tại vì cái nhỏ đó em giải thích là nó chỉ là yêu anh thôi, nó có tâm tình cảm với anh thôi. Anh không có đáp lại, nhưng mà người ta nói thì anh phải không thể từ chối từ từ được. Nhưng mà nếu mà quen em rồi thì phải từ chối thẳng luôn. Cái dây dưa nhắn tin gì nữa, em ghét nhất là như thế. Đúng nghĩa là vẫn còn một chút gì đó, dạ. Ý đồ thâm đen. Đúng rồi đó. Giờ hỏi thiệt nha, giờ hết chưa? Dạ, hết luôn rồi. Thế thì hai bạn quen nhau bao lâu thì mới đi đến kết hôn?
Dạ bọn em quen nhau được 1 năm rưỡi ạ. 1 năm rưỡi thì nay lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ được khoảng 1 năm 2 tháng rồi ạ. Nhưng mà lý do gì sao mà quen trong cái thời gian ngắn như vậy mà quyết định là kết hôn? Thì người ta bảo là yêu là cái duyên cái số, mà vì sự cố mới lấy nhau. Em... chưa không phải là sự cố đó đâu đến giờ. Có nghĩa là lấy nhau vì sự chỉ định của bác sĩ hay sao? Không, dạ, không. Gia đình. Gia đình và công việc của vợ nữa. Và em ra trường thì không muốn dạy liền mà muốn phải học liên thông lên nữa. Thì ở nhà anh Song cứ lông bông ở nhà đi học thôi. Còn em thì ở dưới đơn vị. Thì bố mẹ bảo là bây giờ thằng Thắng mà ở dưới đơn vị á, cỡ nào cũng quen cô khác. Tại vì mà... biết cái tính lăng nhăng của anh rồi. Em không phải là lăng nhăng mà con gái nhắn tin cho em đó, em thường nhắn lại mà người ta thương em thương lại. Nhưng mà chỉ có đến tình bạn chứ không có vượt quá. Cao tình bạn sao quá. Tình thương. Thiệt á, nó lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Lòng của bạn còn hơn lòng mẹ. Mẹ không biết biển gì đó. Rồi giờ hai bạn lấy nhau rồi. Chồng em ngoài cái thật xấu đó ra còn thật xấu gì khác nữa? Dạ lúc mới quen á thì có nghĩa là cái gì đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất nó hiện ra rất là nhiều. Nhưng mà sau khi cưới thì quá trời một đống thật xấu. Đống thật xấu luôn? Dạ. Đâu kể hết đi. Thứ nhất đó là ham vui, ham nhậu với bạn bè, đá bóng, đây là ngút chỉ luôn. Bỏ bê vợ ở nhà là không cần quan tâm gì hết. Rồi thứ hai đó là mỗi khi mà uống rượu vào rồi á, nói rất là nhiều. Có thể một mình nói 2 tiếng đồng hồ. Em đã im lặng rồi, có thể lôi em dậy, dậy nói chuyện với anh nhanh lên. Cứ lôi bằng dậy. Tại vì cái tính em là em giải thích mà vợ không nghe. Thì em bỏ vào đơn vị em ngủ. Mấy bạn nó lại chọc rủ đi nhậu. Thì em uống mấy ly về, bắt đầu là em lại nhớ lại cái chuyện này. Tại sao dậy vợ không nghe. Em cứ dậy vợ tiếp, mà vợ cứ úp mặt vào tường ngủ, không nói một câu nào. Thế là em tức quá mới chửi bậy. Nhưng mà em chỉ chửi câu 2 câu thôi, là em lại vào đơn vị ngủ tiếp. Nhưng mà chính những câu chửi đó làm tổn thương. Tổn thương là rất là nhiều đó. Đó là mỗi lần như vậy á, vợ bạn có giận? Dạ có giận chứ. Giận bao lâu? Cũng 2-3 ngày mà. Em biết sai là xin lỗi trước. Xin lỗi mà như thế này nè. Anh mua 1 quyển tập, 2 cây bút, viết anh xin lỗi vợ, hôm nay anh lại xỉn nữa rồi. Có nghĩa là viết thư xin lỗi vợ đó. Để nối tiếp thêm một cái xỉn nữa. Có hứa không? Có hứa. Nhưng mà cứ hứa lần này rồi lần khác lại hứa tiếp. À chà, chắc nhà chắc đầy giấy đó à hả? Ngoài ra còn là thứ gì? Còn một tật này nữa. Nữa hả? Tại vì anh ấy là bộ đội mà. Vì vậy sáng sớm dậy mới 5 giờ sáng thôi. Vợ ơi, dậy tập thể dục, tự nhiên 5 giờ mở mắt ra mở không được. Thế là anh ấy giận. Cũng chỉ có như vậy thôi là hai vợ chồng cãi nhau. Vợ em thì nhìn tướng là gầy đó, mà lười ăn đó. Mà đôi khi em nói thì không nghe, bảo dậy thể dục đi cho nó khỏe mà cũng không nghe. Tức là cãi nhau vì sự quan tâm lo lắng cho nhau. Đúng không? Lạ lùng á. Rồi vợ em là có tật xấu gì? Thứ nhất là vợ em là không biết chi tiêu, vun vén cho gia đình. Không biết? Dạ, nghĩa là vợ em rất là vô tư. Có nghĩa là chẳng hạn như lấy lương á, những ngày đầu á xài thoải mái, sạch hết luôn. Không quan tâm đến là nửa tháng sau hay là tháng cuối tháng có tiền xài không. Người không biết lo xa đúng không? Hai chồng em cũng vậy. Hai em là có bé chưa? Dạ chưa. Mà mỗi lần mà chẳng ví dụ như nhà em mà có khách tới thì bảo vợ đi lấy cho anh tí mồi. Thì có 2-3 người nhưng mà vợ em phải làm đúng như 10 người ăn á. Ủa sao kỳ vậy? Thì em nghĩ có khách của chồng mà phải làm đẹp mặt chồng chứ. Thà nó thừa một xíu còn hơn là thiếu. Rồi cái gì nữa? Không cần ngàn và không ngăn nắp. Ngoài xã hội thì làm rất là tốt, nhưng mà về nhà rất là bê tha, nhà cửa là nó lùm thụp lắm. Không phải là em lười mà có nghĩa là công việc trong nhà nó có nhiều mà cứ làm việc này xong rồi mới làm việc khác chứ em không có làm luôn một lúc được. Đúng rồi, đúng lúc em đang làm cái việc này mới chỉ kịp làm cái kia, đúng lúc chồng em về và thấy như vậy thì quy cho em cái tội là bề bộn. Bây giờ tụi em muốn ở nhau thay đổi những cái gì? Rồi trước tiên đó là nhậu ít lại, và thứ hai đó là lúc mà xỉn lên nó đừng có chửi bậy. Là chửi bậy cái gì? Chị chưa hiểu. Chỉ có mày tao lâu một câu mày tao vào rồi gọi là chửi bậy. Mày tao thôi. Dạ. Dạ. Cuộc dạ, sống vâng. Vợ chồng á, nếu mà xưng mày tao cảm giác khó chịu lắm. Đúng. Rồi, không ai ra gì nữa không? Chồng em bớt được 2 cái tật đó là em mừng lắm rồi. Rồi, vậy thôi. Thế còn em? Em thì chỉ có mong là khi mà chồng góp ý á thì phải lắng nghe. Vợ em không nghe thì phải có lý do chứ, chị không nghĩ rằng á là một cô giáo á mà chồng góp ý đúng mà lại không nghe. Chồng em nói nhẹ nhàng thì em sẽ nghe. Nhưng mà như này chứ. Ở nhà không làm gì hết, nằm được coi phim. Em đâu có phải là không làm đâu, đó là chưa làm tới. Mà nói như vậy là cảm giác như là trong người nó bực bội hơn. Giống như hai bạn đang bực bội nhau vậy đó. Bây giờ những cái điều vợ em mong muốn, em có đáp ứng được cái mong muốn của vợ em không? Dạ được. Được đúng nhậu không? Nhậu bớt lại. Rồi còn vợ thì nếu mà chồng muốn vợ tập thể dục thì cũng tốt chứ đâu có gì đâu. Tại vì lo cho em yếu ớt mà. Nhưng mà thay vì 5 giờ sáng em bắt dậy thôi, giờ 6:15 đi. Giờ anh bỏ luôn rồi. Ủa sao vậy? Vợ không tập em ghét bỏ luôn. Nản luôn hả? Bây giờ kích động lại chồng đi tập thể dục đi. Rồi hôm sau em sẽ dạy em rồi. Trời ơi, chồng khi tập rồi lúc tự thấy yêu nhau hơn chứ bộ. Mới hiểu nhau hơn đúng vậy. Ừ, hiểu nhau hơn, có một cái chung. Dạ, xin cảm ơn thầy bạn. Nhìn dữ mà nhìn lùng xấu bắn xấu banh nhà lòng luôn. Mới đầu cắn thì nó đau mà cắn hồi cũng ghiền. Cắn ghiền mà tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo.
bạn đi. Bạn giới thiệu về mình. Em tên là Huỳnh Thanh Phong, năm nay 30 tuổi, hiện là kỹ sư cơ khí. Còn em tên là Huỳnh Ngọc Diễm, năm nay em 29 tuổi, em hiện làm kế toán. Hai người lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Lần đầu tiên mà tụi em quen nhau là do được một người bạn thân mà là Mai ạ. Tại vì cô bạn học cùng với em á, cô hỏi em có người yêu chưa? Cái em nói là chưa, cái cổ mới cho nick của chồng em á. Đó là chồng em đang bên Nhật, cô nói là anh này hiền, dễ thương, chất phát, thật thà nữa. Nên em ép nít. Lúc đó là Phong đang đi học bên Nhật hay là đi... Đang đi làm bên đó thì cũng buồn, chưa có người yêu nữa. Xong bạn giới thiệu bạn của mình dễ thương lắm. Trai mà nghe dễ thương thích lắm. Tò mò tìm hiểu nên cũng ép nít vô luôn. Dạ. Sao nữa? Định nhảy vô nói chuyện cho vui thôi chứ cũng không có định là tìm người yêu gì hết trơn á. Hai bạn có chat webcam với nhau không? Dạ không ạ. Có nghĩa là chỉ thấy nhìn trên avatar thôi đúng không? Dạ không, nói chung là mỗi đứa gửi cho nhau tấm hình. Ảnh gửi cho em tấm hình mà đẹp trai, cao, to, đồ phong độ lắm. Đứng trước biển, giang chân, làm dáng, làm kiểu, đồ đủ thứ hết. Lúc em gặp ngoài đời mới thất vọng không? Trời, thất vọng quá luôn chị. Không, nhưng mà em là cũng gửi hình lại cho dạ, nhà Phong đúng rồi, không? Dạ, em cũng có gửi tấm hình. Chụp hình mà bằng điện thoại á, thấy nó mờ mà nhìn chỉ có thấy hai mắt to mà đen nữa. Y chang cá thơ lòi. Em vén cái tóc cho nó gọn lên cho chị thấy đôi mắt cá thơ lòi coi. Ôi mắt nó đẹp gì mà hô là mắt cá thơ lòi. Tại trên hình nó nhìn nó to quá, đen nữa. Rồi cái lúc mà em gặp ngoài đời em ấn tượng thì sao? Thấy là thấy dễ thương. Mà, hai tâm trạng khác nhau đó, một dạ. Bên thì thất vọng, một bên thì cảm thấy quá là dễ thương, hiểu không? Dễ thương. Nhưng mà thương có dễ không? Hơi khó nghe. Hơi khó. Thì nửa năm sau em về Việt Nam, gọi điện đòi xin gặp á. Không cho gặp, kêu là gặp cho sớm, để nó từ từ rồi cho nó vui. Bữa đó em gọi cho bạn em, may sao bạn em đang học chung với vợ em, chứ giờ Diễm không cho gặp. Thì đó bạn mới rủ về ra, lúc đó mới gặp nhau được. Ủa Diễm, Diễm mà lý do thì sao mà Diễm không muốn gặp? Mà em sợ mà lỡ mà gặp nhau mà không yêu thương gì được á, lúc đó mất bạn nữa. Nhưng mà lý do gì mà quyết định gặp? Em cũng không biết cái kế hoạch của bạn em với lại chồng em gì hết á. Lúc đó là đi học, cái bạn em nói thôi cúp cua đi, đi ăn. Cái em cũng cúp cua luôn. Xuống cái gặp anh này. Sao? Bất ngờ anh nhìn nó không giống như trong hình. Đẹp quá mà đúng không? Xấu quá. không giống như trong tưởng tượng phải không? Không giống, nhìn dữ mà nhìn lùn, xấu quá. Xấu banh nhà lòng. Rồi sao nữa? Thấy là dễ thương hơn ở trong hình, nhưng mà có cái là cách nói chuyện á. Nói với em là trời, hai người lâu ngày không gặp nhau sao không chịu ôm hôn nhau đi nữa chứ trời, vô duyên. Vô duyên ghê. Có nghĩa là bạn của em á hả? Dạ. Bạn em của nói đó phải dạ, không? Em nói chồng em với bạn em sao lâu ngày gặp nhau mà không ôm hôn gì hết vậy? Nó cái ảnh phán cho em nói em vô duyên. Dạ. Nói luôn ngay tại chỗ luôn hả? Mất điểm dữ dội vậy đó. Sau cái ban đầu á, nhìn thấy mặt Phong là Diễm đã thất vọng rồi. Vậy thì lý do gì mà Diễm lại yêu anh rồi quyết định cưới anh? Dạ em nghĩ chắc tại vì do bệnh hạt điều anh ơi. Tại vì là có một hôm cái anh gọi em, cái anh cũng hỏi là ăn hạt điều hôn anh Phong đem lên cho. Cái em nói ăn. Qua ngày sau cái nhận được bình hạt điều mà thấy cái tay á chị, nó bị vừa dính mủ nè, vừa đen nữa nè, mà vừa bị phồng, bị rộp lên là do nướng hạt điều tươi. Nó tự nhiên nhận cái cảm thấy mình có tội lỗi hay sao đâu á. Là tự tay Phong làm. Dạ đúng rồi. Dạ, tại về quê thì bên nhà em có trồng điều nhiều á. Má thường hay lựa ra những hạt to cho mình nướng đi. Không, mỗi lần về chơi má đưa ra nướng. Cả nhà ăn ở xong trực nhớ tới, gọi điện lên kêu ăn nướng thôi chứ cũng lúc đó đâu có biết ý nghĩa là nướng hạt điều để gây tình cảm đâu. Nhưng mà Diễm lại nghĩ rằng là ngộ nhận đúng không? Dạ đúng rồi, em ngộ nhận. Dạ. Nhờ bịch hạt điều đó. Dạ nhờ bịch hạt điều, thấy cái cũng suy nghĩ lại, thấy mình thấy ảnh chắc ảnh cũng thương mình, ảnh mới nướng hạt điều cho mình ăn rồi. Dạ thế với lại thấy cũng chất phát, thật thà, hiền lành nữa. Cái từ từ cái em quen. Phong với Diễm là quen nhau bao lâu? Tụi em quen nhau từ năm 2009 lần. Dạ. Quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ quen nhau đã 2 tháng sau. Có cơ hội em đi qua Nhật tiếp thì mới nói với Diễm là thôi đợt này anh nói em đi có 1 năm mà. Nó xong rồi cái em gần em hỏi hoài, cái bắt đầu cái từ từ nâng lên 2 năm. Cái hỏi nữa nói anh nói thiệt đi. Cái bắt đầu cái nói anh đi cho anh đi 3 năm đi. Trời ơi, em nghe xong thực sự là rất rất là buồn luôn chị. 3 năm em tính ra là coi như em 30 tuổi mất tiêu rồi. Mà chờ mà gặp mà mình ở nhà mà mình chờ đợi gì nữa, ai biết được về rồi có chịu cưới hay không. Rồi xong rồi ai biết được qua bển có gặp cô nào nữa không. Nói chung là lúc đó vừa buồn vừa lung lay mà suy nghĩ nhiều dữ lắm. Ủa Phong, đó là đi học. Dạ đi làm. Đi làm. Nhưng mà anh muốn hỏi là tại sao Phong không nói thẳng luôn là mình đi 3 năm.
Dạ, tại do là lúc đó cũng thương Diễm nên mà nói đi 3 năm luôn á thì sợ Diễm buồn, Diễm chịu không nổi chú sốc. Cái cảm giác chờ đợi 3 năm kinh khủng lắm. Dạ đúng rồi, trời, trong khoảng thời gian đó lúc mà anh nói với em á là coi như là ngày nào về cũng khóc hết á. Khoảng thời gian đó phải nói là thật sự là em nói là kinh khủng. Anh nói bao lâu thì anh đi? Chắc cũng khoảng 1 tháng đó là anh đi rồi, tại anh chỉ thông báo với em là thôi anh có cơ hội đi Nhật. Như là một sự thông báo thôi đó. Dạ đúng. Chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi. Em có nghĩ rằng là chấm dứt cái mối tình này đó mà anh tìm mối tình nào khác không? Dạ không, lúc đó là lỡ thương quá rồi. Phong đi là 3 năm sau Phong quay về. Dạ không, đi qua đó thì khoảng chừng gần 2 năm thôi. Nhớ chịu không nổi xong qua Việt Nam lại và định hỏi dạ. Cưới. Dạ. Thế sau khi mà lấy nhau thì em phát hiện ở vợ em có cái tật xấu gì không? Nó ăn dở khạc à. Nói chung là thường là món chính là trứng thì gói. Ngoài cái chuyện mà không biết nấu ăn ra thì còn gì đó. Dạ có một cái mà trước khi mà cưới nhau á là mẹ em có nói một câu rồi, con cưới con Diễm về á có cái tật xấu mà con sẽ biết, em hỏi hoài không chịu nói. Mẹ kêu để cưới về rồi biết đi con. Tối mà cưới xong á nghĩ hai chồng ngầm tôi tivi, đang coi tivi xong quất một cái chát là gì, không phải quất cái chát mà quay lại thấy vợ đang cắn mình. Ủa hỏi tại sao em cắn anh? Em ngứa răng. Mọc răng hả? Không chị, tại vì không biết làm sao tật em cảm thấy em bị ngứa răng. Nhưng phải tìm người nào mà cắn cho bằng được. Ngoài lỗ tai ra còn cắn chỗ nào nữa? Dạ cắn đủ chỗ, tay chân ngực rồi cắn. Mà có khi nào cắn mà để lại dấu răng không? Có tại vì có nhiều lần mà em cắn á bị bầm xong rồi bị chảy máu nữa. Cái xong rồi cái tự nhiên lúc đó em thấy hối hận quá. Thôi em xin lỗi anh, em hứa lần sau em không cắn nữa. Xong mấy ngày sau em cắn tiếp. Bây giờ thực sự là chị không hình dung được là tại sao em lại cắn như vậy. Tại em ngứa răng thiệt. Hay là cái cảm xúc của em lúc mà tự nhiên em thấy thương chồng quá, yêu chồng quá. Là mình muốn cấu, muốn nhéo, muốn cắn, muốn xé vậy đó. Không chị, chắc tại ngứa răng thiệt chị. Tại lúc mà chưa có chồng quá thì cứ đeo theo má, cắn má thôi. Rồi vậy là hiểu rồi. Coi như là mẹ em chỉ muốn gả em đi cho rồi đó. Để coi coi như là có người thấy thân. Có người thấy thân. Ở nhà lâu lâu nhiều khi má đang làm vậy cái em lấy cái tay em cắn một cái xong rồi cái má quay qua quýnh cái bóp cái rồi hai má con giận. Vậy á, rồi giờ chồng em có bị chồng em quýnh kiểu đó bây giờ chưa? Em thì mới đầu cắn thì nó đau, mà cắn hồi cũng ghiền. Ghiền cắn luôn hả? Dạ. Cắn ghiền mà tốt. Ngày nào không cắn thì lại cũng hơi buồn buồn. Ủa gì vậy? Ủa? Ví dụ mà giờ không cho cắn có giận không? Dạ, dạ gì dặn xong lên ống chịu không chịu luôn, đập tay đập chân vậy. Ủa trời ơi, không chịu không mình vô. Rồi xong dặn chạy vô phòng, nằm đó, khóc, không phải khóc mà là lăn qua lăn lại rồi nhũng nhẽo, rồi theo cái tật nhũng nhẽo nó đập tay đập chân vậy nè. Không chịu đâu, không chịu đâu, như nít vậy á. Xong lúc đó mới vô kêu nè, cho cắn miếng này lúc đó mới không đập. Trời vậy đó hả? Em chị không tưởng tượng được cái lúc vợ em mà cắn ra làm sao. Thì em giờ cắn ra thử đi. Thử đi mọi người vỗ tay đi. Mọi người vỗ tay đi cho. Nếu em không cắn lại nha. Cái này là anh tình nguyện anh cho em cắn chứ không phải là em muốn cắn. Trời ơi vậy là đã đó hả? Đã đó phải không? Rồi, có thêm một cái mặt đồng hồ nữa. Đúng rồi. Rồi nhõng nhẽo thì lăn đùng ngã ngửa ra đây vậy đó hả? Anh chạy vô giường, lựa cái niệm em xong chạy vô xong rồi lăn qua lăn lại rồi. Vậy là em phải cẩn thận nghe, chứ mốt mà có em bé đó là lúc mà nhà lúc em đi vắng lại nhà cắn con đó. Có cái là để cái là thích ăn mía, cho ăn mía là cắn rất là nhẹ. Ăn mía hả? Trời ơi em có chuyện sao thích kỳ dị quá. Bởi vậy nhà em lúc nào cũng có mía đầy ở trong nhà. Hả? Mà bữa nào mà quên mua mía là tối đó ăn cắn nặng á. Vậy đó hả? Trời ơi vậy em có mong muốn vợ em đừng cắn em nữa không? Dạ cũng có, nhưng mà nói chung cắn là đã ghiền rồi. Rồi ngoài ra còn gì đâu? Thứ hai là nấu ăn ngon ngon chút. Tại em nghĩa là nâng cấp lên xíu à, thêm một số món vô nữa. Dạ. Chứ không phải là mì với trứng đúng không? Dạ. Hay còn em? Dạ, em mong muốn chồng mình thay đổi sao? Mỗi lần mà có giận hay gì thì cứ việc nói ra, chứ đừng có mà im. Cứ mỗi lần mà giận hay gì cứ vô trong phòng, chân mày thì trâu lại, cái mặt thì lầm lì lì, cầm cuốn sách tiếng Nhật ra đọc. Em nói gì cũng không nghe, em hỏi gì cũng không trả lời hết trơn á. Ghét quá, vô rồi, ý là em năn nỉ luôn, em nói thôi đừng giận nữa nha, vuốt vậy cũng không chịu luôn. Tới chừng mà đợi mà em tức lên, em giận lên rồi bắt đầu mới thôi. Thưởng không chịu mà muốn phạt. Với lại thêm một cái nữa là em cũng muốn ảnh là biết chia sẻ nhiều hơn. Tại vì có gì anh cũng giữ trong lòng không mà ông không có chia sẻ gì hết á. Em nói vợ chồng thì sống với nhau cả đời mà chị. Nên em muốn là có gì thì cứ chia sẻ với nhau. Còn gì nữa không? Bớt nóng tính chút xíu. Mà mỗi lần nóng tính vậy cái đi lấy tay vậy nè đập vô tường.
cái nhiều lần em khuyên là thôi đi đấm đập đầu vô gối đi cho đỡ đau, ta đỡ đau, tự nhiên đi đập ta vô vô tường vậy rồi chảy máu rồi tùm lum hết, anh đâu đau đâu mà em đau nè. Ừ. Thấy em đau chưa? Dạ, giờ mới biết. Giờ mới biết, giờ mới biết. Mai mốt mà giận hay gì mình đập tay đó mình đè bả ra mình cắn bả lại. Cái trường hợp của cặp vợ chồng này vui quá ha. Thuận, em đừng áp dụng vợ em, đừng về cắn nó nghe. Cắn chứ, giả không còn cái răng. Hai người này vẫn còn rất là dễ thương đúng không Thuận? Từ cái mâu thuẫn của hai bạn cũng có gì ghê gớm. Hai bạn không có dễ thương, mà là quá dễ thương. Anh Thuận khéo nói ghê á. Dạ. Rồi chúc hai bạn là luôn luôn hạnh phúc như vậy. Dạ, xin cảm ơn hai bạn. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà có giá trị như sau: một bếp ga âm kiến Kiqua và một máy hút khói diệt khuẩn Kiqua. Kiqua thương hiệu của sự an toàn và chất lượng hàng đầu, trị giá của bộ sản phẩm này là 4.500.000 đồng do công ty Mekong tài trợ. Món quà tiếp theo đó chính là một bộ chăn ra gối cao cấp trị giá 2.070.000 đồng do thương hiệu Cushino tài trợ. Cushino cho giấc ngủ thêm ngon. Và món quà thứ ba chắc chắn đó chính là một cái tivi 50L4300 trị giá 22.900.000 đồng. Wow. Do nhãn hàng Toshiba tài trợ. TV 50L4300 trải nghiệm kết nối đích thực. Chưa hết, còn một món quà hết sức đặc biệt mà tôi với chị Hồng Nhân luôn. Không, Thuận thôi, Thuận thôi. Thuận rất mong muốn có được để về nhà chui nồi cho vợ tôi. Đó là một miếng cước chui nồi. Nếu không có cặp vợ chồng nào bốc trúng phần quà cái tivi 50L4300 thì phần quà đó sẽ thuộc về khán giả khi tham gia trả lời câu hỏi của chương trình Vợ Chồng Son. Câu hỏi dành cho khán giả: ai đáp đúng câu hỏi này được trúng thưởng một cái tivi của Toshiba trị giá 22.900.000 đồng. Câu hỏi như sau: cô vợ của cặp vợ chồng thứ hai có một sở thích rất đặc biệt, đó là sở thích gì? A, nhéo chồng. B, cắn chồng. C, nặng bụng cho chồng. Câu hỏi phụ: có bao nhiêu người đáp án giống như vậy? Bây giờ mình đến cái phần gọi là kiểm tra hiểu ý nha các bạn. Có. Nhớ nha. Các bạn nghe rõ nha. Câu hỏi nè: món ăn nào mà vợ bạn yêu thích nhất? Vợ em thích ăn cái gì rồi? Vợ em hả? Vợ em thích ăn sushi. Vợ chồng Phong và Diễm hãy cho biết món ăn khoái khẩu nhất của vợ mình đó là món gì nào? Quý quá! Chả giò, mía, trời ơi! Rồi thôi xong. Mía là xong. Phải dùng để mà bà cắn mạm thôi. Rồi cặp bên đây nè, 1, 2, 3. Bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng. Trời, hay quá! Trời ơi! Chú bộ đội với cô giáo viên này hiểu nhau quá đi. Rồi, trong bốn màu này, hai vợ chồng bạn chọn màu nào? Màu đỏ. Cặp vợ chồng của bạn màu gì? Màu hồng. Màu hồng, tôi màu vàng. Rồi, mời hai cặp vợ chồng. Hy vọng Thuận sẽ là người nhận được cái miếng cước chùi nồi. 1, 2, 3. Cái gì đây? Ôi, trời ơi, Thuận ơi là Thuận, em tham lam quá đi. Bây giờ tại chị là cái gì đây? À, chị mong được miếng cước chùi nồi thôi. Trời, chị như bà Tiên. Trời ơi, bà Tiên, ông Bụt để cho bà Tiên miếng cước chùi nồi. Hai món quà bự nhất rơi vào tay tôi và chị Hồng Vân. Vậy thì miếng cước chùi nồi và bộ chăn ra gói của Cushino sẽ thuộc về vợ chồng nào đây? Một, bên này thôi nha. Hai, ba, mở. Wow. Hay quá, hay quá. Hai bạn đó như thân nè. Ông Bụt có thiệt, ông Bụt có thiệt rồi. À, Bụt có thiệt rồi, bên này khỏi cần đón tôi mở luôn. À. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son xin được phép nói lời tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại quý vị trên sóng HTV7 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22 giờ để cùng xem và thưởng thức chương trình Vợ Chồng Son.
cùng công ty MCB hợp tác sản xuất.